chờ nó xuống à? Thôi thôi, nói nhiều nữa đi. Nói nhiều, cô nói nhiều à? Ông xem, cả ngày mai mà tôi làm bao nhiêu đồng tiền? Hay là ông ta sẽ đồng đầy? Kể cả hơn một giá, mất một đống nợ về đây. Này, 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 cô đừng có mà láo, nó mồm nó đi. Tôi ngậm mồm quá. Thank you.